Chúng tôi rất vui để tiếp tục câu chuyện chào buổi sáng. Và thưa quý khán giả, chúng ta biết rằng tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Rex Tillerson đang có mặt ở châu Á. Ngày hôm qua thì ông đã ở Nhật Bản và hôm nay thì ông ở Nam Hàn và rồi 18-19 ông sẽ có mặt ở tại Bắc Kinh. Trong cái tuyến đi này thì chúng tôi gửi tới quý vị một cái bản tin nói về vấn đề hợp tác giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản với mục đích gì. Dĩ nhiên là có rất nhiều mục đích, nhưng mà trong đó cái mục đích chính và quan trọng tức là để siết chặt cái việc đối phó với chính quyền Bắc Hàn, tức là Kim Jong-un. Ngoại trưởng Rex Tillerson đã tới Nhật Bản và ông đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản, tức là bà Kishida, cũng như Thủ tướng Nhật Bản. Và trong cuộc gặp gỡ này thì có những cái hồ sơ rất là, có thể nói là quan trọng hàng đầu mà các nhà lãnh đạo của Nhật Bản cũng như ông Rex Tillerson đã bàn đến. Đó là cái chuyện Nam Hàn cũng như Nhật Bản nói riêng và đặc biệt là các quốc gia châu Á nói chung như là đang nằm trong một cái chảo lửa. Và chính vì cái chuyện bị đe dọa như thế này cho nên là Hoa Kỳ không thể mà không tiếp tục cái sự liên quan với Nhật Bản và với Nam Hàn. Dĩ nhiên là chính ông Rex Tillerson cũng đưa ra một cái quan điểm mới, và ông ta cho rằng đây là cái đề xuất mới của Hoa Kỳ, của chính quyền Donald Trump. Đó là ông ta bảo rằng hai thập niên trước Hoa Kỳ cũng đã dùng viện trợ để giúp cho Bắc Hàn, cũng như dùng tất cả những gì về ngoại giao, các chính sách để có thể là phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên. Thế nhưng mà hai thập niên qua đi, tất cả những cố gắng đó đã kể như là bay đi như mây khói. Và ông Rex Tillerson đã đưa ra một cái đề xuất mới là phải làm thế nào đó, tìm một cái phương pháp mới để bắt buộc Bắc Hàn phải giải hóa cái việc chế tạo bom hạt nhân. Dạ. Và cái chuyện mời Hoàng Vy. Dạ. Xin lỗi anh Mai Tuấn, là lúc mà anh Mai Tuấn nói cái điều mà sau hai thập niên mà Hoa Kỳ đang nỗ lực để giải quyết cái mối không mang lại lợi ích gì. Dạ, không mang lại lợi ích gì, thì làm cho Hoàng Vy nhớ cái câu của ông Tillerson nói cũng khá là chân tình, phải không anh Mai Tuấn? Khi mà ông Tillerson nói là người dân Bắc Hàn và cả lãnh đạo của Bắc Hàn nữa không nên lo sợ Hoa Kỳ, vốn là một nước chỉ muốn sống chung một cách hòa bình với Bắc Hàn mà thôi, thì đừng có lo ngại cái chuyện đó mà cứ lo xây dựng cái hệ thống bom vũ khí hạt nhân để làm gì hết. Đó là một cái chính sách có thể nói rằng ông bà mình nói là vỏ quýt dày thì móng tay nhọn. Nếu bây giờ vỏ quýt cũng dày rồi mà bây giờ mình dùng móng tay nhọn thì dĩ nhiên là bóc được và làm được, thế nhưng mà nó có thể bị sứt mẻ. Cho nên ông ta đã dùng đến một cái hình thức mềm khác. Và cái mềm câu nói của Hoàng Vy và trinh ra của ông Tillerson ấy, nó là một cái gì đề cập mới đó. Và đáp ứng với cái lời đề nghị của ông Rex Tillerson khi tuyên bố ở Nhật Bản ấy, thì Trung Quốc đã phản ứng ngay. Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã lên tiếng là cánh cửa của Trung Quốc mở rộng. Đấy, sẵn sàng để chờ đón ông Tillerson tới Bắc Kinh và đưa ra những cái đề nghị. Thì đó là điều mà chúng tôi mong và đó là điều mà quý vị cũng mong. Và chắc chắn là Hoa Kỳ là mong muốn cái điều đó nhất, là Bắc Hàn không thể có vũ khí hạt nhân. Bởi vì nếu mà thêm một quốc gia có vũ khí hạt nhân nữa thì là thêm một cái sự nguy hiểm mà không biết lúc nào nó có thể xảy ra cho thế giới. Và đó là cái tin mà chúng tôi gửi tới quý vị trong ngày hôm nay. Tuy nhiên về bề chìm thì cái sự liên đới giữa Hoa Kỳ và đồng minh, đặc biệt là với Nam Hàn và với Nhật Bản, vẫn kháng khít mạnh thêm nữa. Một đằng thì mềm đối với Bắc Kinh và bắn tiếng cho Bắc Hàn, để biết đâu những cái lời tuyên bố của Rex Tillerson sẽ kéo Bắc Hàn ngồi trở lại đàm bàn đàm phán. Vì chúng ta biết là Bắc Hàn rất cần sự viện trợ của thế giới, là đặc biệt của Hoa Kỳ, vì Bắc Hàn đói lắm Hoàng Vy. Và chắc chắn là ông Rex Tillerson phải nghĩ ra một cái kế sách nào đó trong cái việc trong cái chuyến đi lần này của mình. Bởi vì như ngày hôm qua chúng tôi có thưa quý vị khán giả, đó là cái chuyến đi này của ông hoàn toàn đầy cái sự thử thách và cam go trong bối cảnh nó quá là căng thẳng, có quá nhiều vấn đề. Đúng vậy. Và mới đây nhất thì về phía Biển Đông, cái hồ sơ Biển Đông, mà khi ông Rex Tillerson đang ở châu Á thì Trung Quốc cũng đang tiến hành xây dựng thêm những cái công trình phi pháp ngay tại Hoàng Sa, thì cũng là một cái sự khiêu chiến thách thức đối với Hoa Kỳ, phải không thưa anh Mai Tuấn?
Thực sự ra khi nói về cái chuyện cứng đầu, cứng cổ hay ngang ngửa, gọi là ngỗ nghịch của Trung Quốc thì nó còn dài nhiều chuyện lắm, đặc biệt là về Biển Đông. Có lẽ chúng ta dành cho một cái phần tin vào một lần khác quý vị nhé. Dạ, vâng. Dạ thưa quý vị, mời quý vị chuyển sang một tin khác. Tổng thống của chúng ta là Donald Trump đã được khen là một người bạn thực sự của người Hồi giáo. Cái lời khen tặng này đã đến từ Phó Hoàng Thái tử kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed bin Salman. Vị Phó Hoàng Thái tử này đã có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, và cái cuộc gặp được đánh giá là một cái bước ngoặt lịch sử trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út. Có rất nhiều nội dung được trao đổi trong cái cuộc gặp này, trong đó cái sắc lệnh di trú gây tranh cãi là được đặt lên cái hàng đầu. Và Phó Hoàng Thái tử cũng nói Ả Rập Xê Út không tin rằng cái biện pháp này là nhắm mục tiêu tới các quốc gia Hồi giáo hay là đạo Hồi, mà chỉ đơn thuần là nhằm mục đích ngăn những kẻ khủng bố xâm nhập vào Hoa Kỳ. Chúng ta cũng biết là trước đây dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama thì quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út không mấy suôn sẻ, liên quan có những cái bất đồng liên quan đến vấn đề về Iran và Syria. Nhưng những cái người quan sát về tình hình chính trị cũng cho rằng, cũng nghi ngờ cho rằng cái tình hình, cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út đang nóng ấm dần lên là cũng do có liên quan đến một số cái hoạt động kinh doanh của gia đình nhà Trump tại cái đất nước này. Nói đến cái lời nhận xét vừa qua của ông Phó Thái tử Ả Rập Xê Út, đây là một cái phải nói là chiến thắng lớn về tâm lý cũng như là về chính trị cho Tổng thống Donald Trump. Từ ngày ông chấp chính cho tới bây giờ, nhất là cái sắc lệnh đầu tiên rồi cái sắc lệnh mới đây, thì chính người Hoa Kỳ phản đối và không có ai đưa ra được cái, nghĩa là nói là negative, tức là tiêu cực, mà không nói được về cái cạnh tích cực như ông Phó Thái tử kiêm Bộ trưởng Quốc phòng của Ả Rập Xê Út đưa ra đó, thưa quý vị. Và nói là đây là một cái điểm tốt, điểm son của ông Phó Thái tử này đến thăm Washington và nói được những lời tuyệt vời như vậy. Và chúng tôi biết chắc chắn, chúng tôi nghĩ chắc chắn là Tổng thống Donald Trump, nói biết thì mình là quan niệm được biết, nhưng mà chắc chắn là Tổng thống Donald Trump của chúng ta cũng như nội các của ông sẽ hài lòng. Và có như vậy chúng ta phải nhìn những khía cạnh tích cực. Chứ chúng ta cứ nhìn tiêu cực không thì có lẽ khó mà có thể đạt được một mời Hồng Vy. Dạ, nhưng mà đúng là cái con đường mà để ra những cái chính sách mới của Tổng thống Donald Trump xem ra cũng rất là nhiều gian nan, khi mà cái sắc lệnh di trú cũng đến hiện nay là vẫn có những cái rất là nhiều sự tranh cãi, khi mà có đến 3 tiểu bang rồi phải không anh? 4 tiểu bang rồi, dạ. Và chính thức là ngày hôm qua là ngày 16 tháng 3 là ngày được thi hành, thì ông Watson của Hawaii đã thẩm phán đã chính thức. Và sau đó đi theo là Seattle và Washington cũng đã chặn lại cái chính sách này. Và ngay cả cái dự thảo về luật y tế thì chính ông Paul Ryan của Cộng hòa cũng nói rằng cũng phải nhìn nhận rằng cái dự luật này cũng phải xem xét lại rất là nhiều điều trước khi nó được thông qua. Chính ông cũng thừa nhận đó. Giống như ông Phó Thái tử Salmon của nước ông nói đó, thì mục đích chính là của Tổng thống Donald Trump cũng như thế, chúng ta là muốn là ngăn chặn những kẻ xấu chứ không phải là ngăn chặn người Hồi giáo. Nhưng mà ông bà mới nói con sâu nó làm giàu nồi canh ở chỗ đó, đâu có phải là người Hồi giáo nào cũng là khủng bố, cho nên nó khổ cái đó. Chứ là trọng tâm của Tổng thống Donald Trump đâu phải là chặn người Hồi giáo, có dạ đúng không? Dạ đúng. Mà là chuyện đó là như thế, thưa quý vị. Và dĩ nhiên là chúng tôi không còn đủ thời gian để gửi đến quý vị một cái tin kế tiếp, mà chúng tôi chỉ xin thưa qua là về lời hứa của Tổng thống Donald Trump khi tranh cử, thì bây giờ đang là lúc ông thực hành những cái gì mà ông đã nói, trong đó có việc nâng cấp Hải quân Hoa Kỳ, dĩ nhiên là cả quân đội nói chung mà về Hải quân Hoa Kỳ nói riêng, thì ông sẽ chi khoảng gần 60 tỷ Mỹ Kim nữa cho Hải quân Hoa Kỳ để đóng thêm một số các tàu chiến và một số các loại máy bay tiên tiến cho ngành Hải quân. Và đó cũng là một tin vui. Dĩ nhiên là khi nói đến 60 tỷ thì không phải là số tiền nhỏ, thì Tổng thống Donald Trump cũng có nhiều phương cách khác, chúng ta cũng đã biết có thể là ông sẽ cắt ngân khoản chỗ này, ngân khoản chỗ kia không cần thiết. Đúng, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Tổng thống Donald Trump ở cái chỗ là cắt tỉa, bởi vì nói đến chúng ta hay dùng cái tiếng, xin lỗi, không phải là chúng, đây là tiếng chung chứ không phải là tiếng riêng để chúng tôi phân biệt, hay nói là của chùa đó, thành thử ra của chùa có nghĩa là free mà, thành ra dùng hết ngân khoản này ngân khoản nọ, cả một cái hệ thống liên bang của chính quyền Hoa Kỳ nó lớn, nó rộng như vậy, nó có nhiều ngân khoản mà phải nói là nó dư thừa thư thái để mà nó gọi là waste, tức là phung phí, thì dòng ấy
đã ra lệnh là chặt chỗ này, cắt chỗ kia và nhìn lại tất cả các cái chính sách đó để mà có thể bỏ được cái gì đi thì bỏ, dùng tiền vào cho hải quân. Đó là cái điều mà chúng ta phải nói là bravo đó Hoàng Vy. Dạ. Mời quý khán giả chúng tôi đã hết thời gian rồi. Mời quý vị chiều hôm nay từ 5 giờ tới 7 giờ theo dõi chương trình đấu giá vàng bạc của buổi chiều thứ 6. Biết đâu chúng ta mua được những món hàng mà bà xã hay là chính mình thích để tăng thêm một cái niềm vui nào đó nhỏ nhưng mà nó lớn ở trong những ngày nghỉ weekend, thưa quý khán giả. Và quý vị cũng đừng quên là trước khi kết thúc ngày hôm nay, quý vị hãy dành thời gian để mà đi ra ngoài, để mà chạy bộ như hồi nãy anh em chúng tôi có gợi ý, 1 đến 2 cây số, để mà như cụ bà Joe Smith đã chạy bộ ở 7 lục địa trong vòng 7 ngày, để nâng cao cái tinh thần là sống vui, sống khỏe và sống có ích. Và nếu không chạy thì đi bộ, rủ nhau ra park, dạ, ngồi cũng được, dắt tay nhau đi bộ ngắm cảnh. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và rất mong được gặp lại quý vị vào buổi sáng thứ 2 tuần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.